chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chương trình bây giờ đang là chiếc điện thoại Realme Q2 và toàn bộ hộp phụ kiện của nó đây. Mình nghĩ rằng là sau khi cái video này được xuất bản ra thì có lẽ chiếc Realme Q2 này nó sẽ bán rất là chạy. Đấy, và cái phiên bản mình đang cầm trên tay này có thể coi là một trong những phiên bản đầu tiên về Việt Nam. Rất là cảm ơn Điện thoại Hay đã hỗ trợ cho mình chiếc điện thoại Realme Q2 để thực hiện video này. Các bạn biết rồi đấy, Điện thoại Hay là một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường bây giờ. Và họ cũng rất là nhanh chóng cho kênh Dương Dê mượn những chiếc điện thoại mà gần như là đầu tiên ở về Việt Nam như thế này. Đấy. Rồi, thế quay trở lại với cả Realme Q2, tại sao mình lại nói đó là chiếc điện thoại sẽ bán rất chạy sau khi cái video này mà hộp được xuất bản? Bởi vì rất đơn giản thôi, Realme Q2 với cả Realme V5 nó có nhiều điểm giống nhau. Tuy nhiên Realme Q2 nó có một số những điểm mà nó hơn so với cả Realme V5. Thứ nhất, đó là chiếc điện thoại này nó có màn hình 120Hz. Thứ hai nữa, đó là cái hiệu năng của Realme Q2 là tốt hơn Realme V5 khi mà nó trang bị con chip Dimensity 800U 5G thay vì con chip Dimensity 720 5G. Và cái thứ ba nữa rất quan trọng, đó là Realme Q2 có mức giá rẻ hơn là Realme V5. Và hiện tại thì điện thoại hay.vn đang bán cái dòng này với mức giá là khoảng trên dưới 4,5 triệu. Giá như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Và nó rẻ hơn khoảng 500 so với Realme V5. Và mình thấy là mức giá đó là mức giá hoàn toàn rất đáng để chúng ta cân nhắc cái chứ, đúng nào. Nhưng mà cái điểm mà cái Realme Q2 này nó thua so với Realme V5 đó là nó chỉ có 3 camera phía sau thôi. Nhưng cái việc cắt giảm đi cái camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh smartphone thì mình nghĩ là nó không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm chung về camera lắm đâu. Đấy, rồi, thế còn bây giờ cái sản phẩm này như nào thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đấy, một chiếc điện thoại có chữ Realme rất to và nhìn khá là bắt mắt. Đấy, hộp thì rất là trẻ trung rồi. Đấy, rồi, cái phiên bản được bán tại Điện thoại Hay với mức giá là khoảng trên dưới 4,5 triệu là phiên bản bộ nhớ trong 128GB nha các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ có cái dòng chữ đó là Q2 5G này. Các bạn thấy không? Rất là rõ ràng luôn. Rồi, chúng ta sẽ mở hộp ra nào. Bên trong hộp phụ kiện thì chúng ta sẽ có một cái ốp lưng dẻo. Đây là ốp lưng dẻo tối màu, kèm theo đó là sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, chúng ta sẽ có thêm cái gì nữa nào? Đây, chúng ta sẽ có thêm một cái củ sạc rất là lớn nữa. Củ sạc này thì sẽ có dòng ra tối đa là 30W. Đấy, thoải mái phết đấy chứ, đúng nào? Đấy. Rồi, và chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C và một cái que gạch SIM ở đây nữa. Hộp nói chung là đóng gói một cách tương đối là ngăn nắp. Rồi, mình sẽ bỏ phụ kiện qua bên để nói chi tiết hơn về cái chiếc điện thoại này. Quay trở lại với Realme Q2 thì điều đầu tiên khi mình cầm cái chiếc điện thoại này trên tay đó là cái cảm giác cầm nắm về khối lượng của nó là giống hệt so với Realme V5, gần như nó không có điểm gì khác biệt cả. Khối lượng như là mình nhớ là rơi khoảng 190 mấy gram ấy. Đấy, và cái cảm giác cầm nắm thì rất ổn, bởi vì cái góc này của nó này cũng đã được bo tròn rồi. Đấy, cái dòng chữ Realme ở đây cũng khá là giống với Realme V5. Và cái màu sắc này cũng vậy, các bạn thấy không? Đấy, và mình cũng nói luôn đấy là mặt lưng của nó là chỉ là bằng lưng bằng nhựa mà thôi. Và cái khung viền này của nó là khung viền nhựa. Và có lẽ đây sẽ là cái điểm trừ duy nhất của cái chiếc điện thoại này. Ngoài ra nữa thì cái cụm 3 camera phía sau này của nó thì với camera chính này, camera góc rộng với cả camera macro là giống hệt so với Realme V5. Camera chính sẽ là 48 chấm, camera góc rộng thì sẽ là 8 chấm và camera macro thì sẽ là 2 chấm. Nó sẽ bỏ đi cái camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh smartphone. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái camera chính vào việc giả lập smartphone được, không vấn đề gì cả. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ có thêm đèn flash ở đây, cái dòng chữ 48MP AI camera. Đấy. Rồi, còn các cái cạnh thì gần như là giống hệt nhau nhé. Phía bên cạnh trái chúng ta sẽ có một cái khay để chứa hai SIM hoặc một SIM một thẻ. Thế tuy nhiên là mình nghĩ là với bộ nhớ trong 128GB thì bạn nên sử dụng hai SIM. Đấy, chúng ta sẽ có thêm phím tăng giảm âm lượng ở đây, phím nguồn kiêm luôn cảm biến vân tay một chạm ở bên cạnh hông. Phía dưới này chúng ta sẽ có cổng sạc chuẩn USB Type-C, loa ngoài, mic thoại và vẫn giữ được jack cắm tai nghe 3.5. Phía trên này chúng ta sẽ có thêm một mic phụ nữa. Đấy, và cái chiếc điện thoại này thì được dán một cái miếng dán màn hình ở bên ngoài như này. Nghĩa là các bạn mua máy về là không cần phải mua thêm bất kỳ một phụ kiện nào để bảo vệ máy cả. Ốp lưng có rồi, dán màn hình có rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc mở máy lên mà chúng ta xem thôi. Đấy, thì cái sự khác biệt về cái phần mặt trước này thì không có mấy đâu. Viền trên, viền hai bên làm vẫn khá mỏng, viền dưới làm mức độ tương đối dày. Đấy, và có cái màn hình đục lỗ lệch sang bên trái như này. Nhưng mà cái sự khác biệt sẽ đến ở cái tần số quét màn hình. Đây, các bạn sẽ vào trong phần cài đặt, chúng ta sẽ vào trong phần màn hình và độ sáng này. Đấy, kéo xuống dưới, tốc độ làm tươi.
Đấy, thì đối với cả cái Realme Q2 này thì nó sẽ có màn hình tần số quét là 120Hz và nó sẽ có 3 tùy chọn, một là 120, hai là 60 để tiết kiệm pin hơn, và ba là tự chọn, nghĩa là sao? Nghĩa là tự động điều chỉnh theo cái nội dung mà các bạn bật lên. Đấy, thì các bạn sẽ có thể tùy chọn ở đây nhá, và không có tùy chọn là 90Hz nhá. Chúng ta sẽ chỉ có tùy chọn nhảy góc như vậy thôi. Đấy, thì đấy cũng là cái điểm mà các bạn cần quan tâm tới. À, và có một cái điểm mà những điện thoại Realme nó sẽ hơn Xiaomi ở cái điểm này, đó chính là việc nó có sẵn tiếng Việt luôn. Có sẵn tiếng Việt, đây là cái điểm rất hay và rất đáng tiền của các sản phẩm Realme thay vì Xiaomi. Đấy, Xiaomi hàng sách tay là chúng ta không có sẵn tiếng Việt đâu nha, chúng ta phải chờ đợi thì chúng ta mới có được. Đấy, thì Realme là có luôn. Và các bạn thấy rồi đấy, với cái tốc độ làm tươi 120Hz này, các bạn nhìn này. Này, các bạn nhìn này, nó nhanh không ạ? Nó quá nhanh luôn. Đấy, thì đấy là cái điểm mà mình cảm thấy ấn tượng. Về màn hình thì Realme Q2 sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,5 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng 2400x1080 pixel, cho một cái mật độ đồ ảnh rơi vào khoảng 405 ppi với màn hình IPS thì mình thấy là đủ nét rồi. Màn hình này thì góc nhìn rất tốt, thực sự là như vậy. Và cái tỷ lệ màn hình của nó sẽ là 20:9, tương đối là dài, đúng không nào? Đấy, nhưng mà màn hình này thì được cái là nó là 120Hz. Đấy, tốc độ làm tươi rất là cao. Về mặt hiệu năng thì Realme Q2 sẽ sở hữu con chip Dimensity 800U. Con chip này thì sẽ là con chip được sản xuất ở trên tiến trình 7 nanomet và sẽ có sẵn 5G. Đấy, và điểm xoan Bluetooth ở đây thì vừa rồi nó vừa bị reset lại xong. Đấy, thì có lẽ là trong cái lúc quay chán có thể nó sẽ hiển thị lên điểm xoan Bluetooth để cho bạn xem. Nhưng về cơ bản thì với hiệu năng như này mình nghĩ là cũng ở mức độ đủ tốt rồi. Hôm sau thì admin Kha sẽ có một cái bài test game chi tiết hơn cho các bạn xem nhé. Đấy, RAM sẽ là 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Đối với cái phiên bản mình đang cầm trên tay này, nó sẽ còn một cái phiên bản nữa là phiên bản RAM 6 bộ nhớ trong 128, và thể đọc ghi bộ nhớ trong sẽ là UFS 2.1. Nếu mà so sánh nó sang với cả Realme V5 ấy thì nó sẽ hơn về con chip nhưng mà sẽ thua về cái RAM, khi mà RAM của Realme V5 nó sẽ là 6 hoặc là 8, còn con này là 4 hoặc 6 thôi. Đấy, thì nó sẽ bị kém hơn một chút về cái điểm đó. Thế còn về pin thì sao? Realme Q2 sẽ sở hữu viên pin rất lớn, đó là 5000mAh, mà lại được hỗ trợ thêm cái sạc nhanh 30W như này thì mình nghĩ là khá là thoải mái chúng ta trong cái quá trình chúng ta sử dụng rồi. Đấy, nhưng mà cái điểm mà mình thích nhất thực sự là nó sẽ đến từ cái phần tiếng Việt. Đấy, còn khi chúng ta vào trong cái phần giới thiệu điện thoại như này thì các bạn sẽ thấy luôn là phiên bản Android sẽ là Android 10 và chắc chắn 100% sẽ được update lên Android 11. Chúng ta sẽ có phiên bản Realme UI V1.0 này. Đấy, chip là Dimensity 800U, RAM 4, bộ nhớ trong 128, hiện tại đang còn trống khoảng 109GB. Rất thoải mái luôn. Đó. Rồi, còn camera thì gần như là giao diện các thứ là giống hệt với cả Realme V5 thôi. Đây. Đấy, chúng ta sẽ có cái giao diện gần như là giống hệt thôi. 1x này, đấy, 2x này, 5x này, và góc siêu rộng này, chế độ chụp ảnh chân dung này. Đấy, 48 chấm này. Chế độ khác thì chúng ta sẽ có tua nhanh, rồi là siêu macro ở đây, chế độ chuyên gia các thứ. Đấy, rồi là làm phim các thứ chúng ta cũng sẽ có ở đây nữa đấy. Nó đưa ra đây, chúng ta có thể chỉnh tay được này. Đấy, quay video chỉnh tay là những cái điểm mà mình cảm thấy khá là ưng ý ở trên chiếc điện thoại này. Cũng không nhiều hãng làm được cái việc là quay video chỉnh tay đâu nhé các bạn nhé. Nhưng mà đối với cái sổ này thì nó sẽ có quay video chỉnh tay luôn. Đấy, Realme mà. Realme với Oppo thì là nó là chung một cái thương hiệu rồi. Đấy, nên là về cái phần camera thì các bạn biết rồi đấy, cái điểm nhấn sẽ là khá lớn với cả cái phần camera. Tổng kết lại thì mình nghĩ là mặc dù Realme V5 là chiếc điện thoại không quá được quan tâm ở thị trường Việt Nam, nhưng Realme Q2 này sẽ là cái chiếc điện thoại rất được quan tâm ở thị trường Việt Nam, bởi vì là giá rẻ hơn Realme V5, chip mạnh hơn Realme V5, màn hình tần số quét cao hơn Realme V5. Chẳng qua là nó bỏ đi một cái camera ở đây thôi, nhưng mà đấy là bỏ cái camera hỗ trợ về chuẩn số phông và nó không quá quan trọng. Và mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất đáng để chúng ta cân nhắc. Còn nếu mà so sánh sang với Realme Q đời đầu nhá, thì mình thấy là Realme Q2 có thiết kế đẹp hơn Realme Q, có màn hình tần số quét cao hơn hẳn so với Realme Q cho trải nghiệm mượt mà hơn hẳn, có hiệu năng tốt hơn Realme Q, có camera mình nghĩ là ngon hơn Realme Q, có pin 5000mAh trâu hơn Realme Q và có sạc nhanh hơn Realme Q. Tất cả những điểm của Realme Q2 thì mình nghĩ là một cái sự nâng cấp cực kỳ đáng giá của nó rồi. Đấy, các bạn cảm thấy sao với mức giá khoảng trên dưới 4,5 triệu tại điện thoại bây giờ? Hãy để lại comment cho mình biết. Đấy, và mình nghĩ là có thể là trong lúc các bạn đang phân vân thì người khác đã chốt cái sổ này rất là nhanh rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta mới chính thức tạm biệt nhau. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của mình nhé.